nhiều lắm. Hôm nay xem lại những thước phim này, chúng ta chia sẻ nỗi lo âu hồi hộp của các giáo sư, bác sĩ, của các đồng chí lãnh đạo. Bước được nhanh hơn để ta dâng lên bác thắng lợi trọn vẹn sau cùng. Khi bác hỏi hôm nay đánh thắng đâu, thì miền Nam và cả nước lại lắng nghe từ Hà Nội. Hiện cho bằng được lời chúc đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Thì ở đây, vì quy luật ngặt nghèo của sự sống, bác của chúng ta sắp phải dừng chân. Và dù cho bước chân của bác có dừng, nhưng ý chí tiến công của người vẫn trong tâm trí toàn dân tộc. Không ai nghĩ rằng trong những ngày cuối cùng, bác đọc cuốn Sự thật ở Việt Nam gồm những điều trần ở Thượng viện Hoa Kỳ. Chắc chắn có một sự thật không kịp điều trần, đó là nhân dân Việt Nam biến đau thương thành sức mạnh quyết giành thắng lợi cuối cùng. Miền Nam trong tim tôi, miền Nam luôn gần kề với bác, nhưng miền Nam cũng xa cách nghìn trùng. Miền Nam đầu mũi Cà Mau và miền Nam ngoài Trường Sa Phú Quốc. Nhưng bao trùm hết thảy là miền Nam của hàng chục triệu đồng bào đang chiến đấu gian lao. Ở vùng nào, nhưng trong vườn bác, cây vú sữa này là miền Nam từ sông Bến Hải đến mũi Cà Mau. Hàng dừa kia cũng vậy. Trong cơn đau, bác chỉ nhấp được vài giọt nước dừa hái ở cây này. Bác tỏ ý bằng lòng và nói của miền Nam. Miền Nam nỗi nhớ nhà. Bác đã gửi thư này yêu cầu sắp xếp cho bác đi thăm miền Nam sớm hơn một ngày, một tháng, một năm. Và khi biết bác không kịp thực hiện chuyến đi, lòng ta trào dâng niềm kính thương vô hạn.
nhận vào ta phẩm chất của người, ngỡ như cả tâm hồn ta đổi khác. Các đồng chí cán bộ cao cấp, các đồng chí luôn gần gũi bác, không ngờ đây là cuộc gặp mặt cuối cùng. Bác giấu tình trạng sức khỏe của mình trong ánh mắt và cử chỉ trang hòa để hướng mọi người đến một chăm lo khác. Chăm lo cho sự nghiệp của đất nước, của nhân dân. Chăm lo cho phẩm chất mỗi người xứng với lòng dân tin cậy. Đã có lúc nghĩ rằng một ngày buồn như hôm nay sẽ đến, nhưng vẫn mong nó đừng đến và ngày buồn đừng đến như hôm nay. Đây tiếng khóc những anh hùng bất khuất, những chiến sĩ nghìn ngày đuổi giặc, từng dẫm nát trăm trại giam, trăm bãi chiến trường, dù trăm phen đổ máu vẫn xem thường. Nay con trẻ bỗng òa bưng mặt khóc, bị đốn tận lòng, bị đau tận gốc. Cái cơn đau của rừng nghiến đại ngàn giằng xuống rồi lại nổi dậy từng cơn. Chọn một hướng nhìn về tổ quốc. Bác còn dạy ta nhìn ra thế giới bằng tình cảm bốn phương vô sản đều là anh em. Một đời thủy chung như thế nên bác đau lòng trước mỗi việc bất hòa. Giờ vĩnh biệt, bác gửi bạn bè lời kêu gọi thiết tha phải đoàn kết lại. Sống chỉ còn gang tấc, bác vẫn muốn ra dự lễ gặp đồng